Hello, quán đậu xin thông báo khẩn cấp cho các bạn mà đã kết bạn với nhạc sĩ Vĩnh Điện ở Baltimore, nước ngoài. Tối hôm qua là coi như là bọn lừa đảo nó đã hack face của Vĩnh Điện. Thì tôi đã nghi rồi, tôi có hỏi một số bạn bè nhưng mà trong đó có là Nhật Thị Vi thôi. Tiếp tục là sáng hôm nay thì tôi đã gọi điện nhưng mà không được, bị hack rồi nhưng nó gọi điện không được. Thì tôi thấy trên Messenger có là chào em. Chào em có nghĩa là chào em. Thì tôi thấy ca từ nó không có giống như mọi bình thường. Tôi hỏi rồi xong tôi mới hỏi là chào em nào. Rồi đến khi đó tôi mới gọi Messenger thì bọn này nói là không mà mạng yếu lắm, nói không được. Thôi bây giờ có gì nhắn tin. Thì tôi nhắn tin, tôi hỏi ăn cơm nước gì chưa. Lúc đó là coi như là 7 giờ Việt Nam. Lúc đó là 10 giờ Việt Nam. Lúc 10 giờ Việt Nam. Thì trả lời với những cái từ nó không phải là phong son của Vĩnh Điện. Không phải phong sông Vĩnh Điện. Cho nên là rồi mới nhắn lại là thôi bây giờ là rồi ta nói chuyện đi, chứ còn nhiều mạng yếu lắm, không thể nào mà là nói chuyện được. Cho nên là bọn lừa đảo này mới nhắn thì nhờ tôi bây giờ nói là tính gọi Messenger mà mạng yếu quá, cho nên là nhờ em một việc. Tôi mới nhắn lại là bây giờ nhờ việc gì. Thì lừa đảo nó mới nhắn là có thể là gửi 20 triệu tiền Việt Nam cho bạn mình, rồi có gì là tối hôm nay gửi tiền lại cho em. Tôi thấy chuyện này nó quá sự cũ, tôi mới nhắn lại cho nó bây giờ gửi 1 tỷ. Tôi gửi 1 tỷ luôn, cho tôi số tài khoản này. Bắt đầu hắn im luôn. Bây giờ là nhà Vĩnh Điện là mới lên mail là nhắn cho tôi, nói tôi bây giờ quan đậu ông thông báo giùm cho tôi ở trên mạng đi. Rồi bây giờ là face của tôi nó bị hack lâu rồi, tối hôm qua rồi. Thôi bây giờ nhắn giùm các bạn, nó giả mạo nick rồi nó nói giả giọng tôi luôn, nó mượn tiền rồi nó. Thì nó thôi được rồi. Tôi mới nhắn lại cho nó thôi được rồi. Rồi ok nha. Rồi bây giờ là thông báo cho các bạn bè. Tôi đưa những cái nhắn tin cho các bạn cùng biết luôn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều nha. Ông bạn già Vĩnh Điện của tôi rất tội nghiệp. Xin chào các bạn.